Hello, chào bác chăn nuôi mình nha. Hôm nay ngày 23 tháng 9 nhé. Em có video clip để báo giá với quý chủ chị mình vài con cái nha. Thì hôm qua chú ở Đồng Nai á, chú hôm qua chơi trời tối á. Em quay chú coi không kỹ, chú hỏi con bò diêm da này nó hết chưa. Đó, thì em nói em quay nó hết thật sự á, nhưng mà tại nó còn thẹo á, nó đang ra lông em trộm á. Chú mua nhưng mà chú sợ chưa hết hẳn á. Thì em quay chú coi ha. Con này cao tầm khoảng 1m15 bò anh chị. Sát tích hàng nghiêm chỉnh. Này về cô chú anh chị mình nuôi vỗ béo hay nuôi để Tết á, mình làm thịt dẫn lời của anh chị. Giá 13 triệu của anh chị không? Đó. Nó đã hết rồi chú coi, chú có xem được, chiều nay có xem được xem kỹ ha, tại chú già chú không chơi Zalo hay Facebook hay Messenger gì á. Thì chú có xem qua nè, con này cái mang tay nhỏ ha. Con này mình Tết mình nuôi làm thịt bán cũng lời nữa. Dạ, thấy không? Nó ra lông hết rồi, nó ra lông chấm lắm chỗ lắm chậm á. Chứ nó đâu có bị gì đâu. Đó. Nó bị nhưng mà đã hết rồi của chú chị. Xương nè, xương sóc lớn chân móng sò hết. Này mình nuôi về vỗ béo đường dài thì không có sao lỗ được chú chị. Có 13 triệu sao lỗ được. Đó. Cô chú chị mình coi mình chọn lựa mình mua ha. Còn tiếp theo là mẹ con được man tay nhỏ của anh chị. Anh chị không? Một con đẻ mát sữa bao lớn xương của anh chị luôn ha. Đó. Nhưng mà sái nó hơi sụp ngay dậu của chị, chứ không sụp ra sao luôn của chị. Cái lưng sụp nè. Còn bố mẹ thì sái chuẩn của chị. Bố mẹ cao tầm 1m22 bò mẫu Bombay ha, sái tích nghiêm chỉnh. Đó của chị thấy không? Lau miệng to nè. Ngay cho cái yếm á, hồi xưa kiểu như nhà người ta nuôi người ta không quan tâm tới á, nên nó thắt thắt cái đó miếng chị. Đó. Chứ bò này rất là tốt của chị. Đó, đúng chuyện luôn ha. Này người ta bỏ nạn nhưng mà đi sảy dây nó loại ra ngoài ăn dơ dính sình của chị. Tại nay em nuôi bò về trễ á, nên em chưa làm chuồng gì hết nè. Cô chú anh chị mình coi ha. Cái quà đang thui nè, cậy đuôi lớn đuôi nè. Đuôi phết rắc luôn anh chị. Mấy một nái là cực kỳ tốt anh chị. Nó mát sữa của anh chị. Lông diễn da sát nó mát sữa ha. Còn cái mình nuôi cân răng anh chị. Chứ không cần mập anh chị. Mập nó đẻ khó thôi chứ không có vấn đề hết. Tốn cám lớn của anh chị mình thôi. Đó. Cô chú anh chị mình coi ha. Bộ mẹ con này có giá là 26 triệu của anh chị. Giá yêu thương của anh chị. Mẫu Bombay ha, thùng dạo có. Này để hai bà con nó lớn lắm của chú anh chị. Chuồng bữa nay bệnh không có hốt đi mua bò anh chị. Nên nó hơi dơ. Nè, này con mẹ chữa lứa ba anh chị. Chữa sinh độc đẳng bàn ha. Trên sờ trên lưng nó hồi đó sau ăn lông á. Nó hết rồi. Có miếng này nó của anh chị. Cái sái nằm ngay đó ha. Đó của anh chị thấy không? Mẹ cao 1m25. Nè. Vũ mớm nè, chữa năm tháng mấy cũng chị, chữa bò sinh nọc đẳng bàn cũng vậy, xương sóc ha. Hai con chữa này có giá 41 triệu cũng chị, giá yêu thương ha. Cô chú chị mình coi chọn lựa mua, nay bò nấu thì em bán cũng nấu cho cô chú chị mình á. Về mình nuôi sinh sản cũng chị. Cô chú chị không, con này chữa thứ ba cũng chị, ba đôi răng ha. Chuyện tiền khú ha. Cô chú chị coi chọn lựa mua đuôi dài ha, đuôi dài phết luôn, lông diễn da xét, mấy con mát sữa cực kỳ của anh chị. Con kia con nó 15 triệu em bán anh chị. Đó, còn này kế bên con này chữa thứ hai của anh chị. Con này bữa đó bà đực em tách em bán hả? Con bà mẹ đây nè, giờ em bán riêng ha. Con này nữa nó đẻ chừng ba bốn con nữa, thùng dạo lớn của chị. Này mới đẻ hai con, nuôi cũng găng bò anh chị. Tại bò đẻ mà, mình đâu có cho ăn mập như anh chị. Chỉ cần rơm cám nước đầy đủ, rơm cám rơm cỏ chứ anh chị, rơm cỏ ngày nè. Cô chú anh chị mình coi ha, hai con cái xin ha, hai cái xin nè. Con này chữa lứa ba anh chị, thùng dạo có chị, xương đòn xương xương sóc có ha, xương sóc lớn ha, cậy đuôi dài phết ha, chân kiền khú nè. Con chú anh chị đúng chiền ha, đúng chiền gân sữa thì cùng cuộn nè, yếm thì phủ phê. Mấy con này khung tàn có anh chị, sái mặt nghiêm chỉnh nè, trên lưng hồi đó có bị sâu lông hết rồi anh chị. Cái sái lưng nó nằm ngay đó nhưng mà sâu ăn nên mình không có nhìn kỹ được anh chị. Sái tích nghiêm chỉnh hết ha. Nè. Sái mặt nghiêm chỉnh. Hai con này cao 1m25 bò ăn lên anh chị. Mấy con này nữa nuôi cô chú anh chị mình nuôi mập lên á. Cái khung tàn nó nằm phải từ 120 130 bò chứ không dưới của anh chị. Cô anh chị coi xin bô ha, lớn con. Con này đẻ con thứ hai của anh chị, đẻ con thứ ba, thứ tư nó mới rã tàn mới bự của anh chị. Nó hai cặp này có giá 41 triệu giá yêu thương của anh chị, chữa 5 6 tháng ha. Bao chữa bao đòi. Bao khám cho anh chị tới đẻ ha. Này đẻ bò
à, xin nọc trắng bàn của anh chị. Con chị không, mấy con này đẻ con à, nó vừa lớn như thỏi con chị, lớn như thỏi luôn á. Nó rất là mát sữa nè, cậy đuôi dẹp hết con chị. Cô chị mình coi qua thôi ha. Con nào cũng lớn hết, không có con nào nhỏ con chị. Từ xa quay tới cho cô chị mình coi cho rõ ha, xương sóc đều ok hết. Đó. Thấy một cái làm nái cực kỳ chuẩn của anh chị. Lông da bóng mượt này. Mấy cô chú mình chọn những con cái mát sữa vậy á, đẻ. Con nào nó cũng mau lớn cũng có tiền anh chị. Đó, bò con cái mà nóng sữa thua anh chị. Đó, cô chú anh chị mình coi chọn lựa mua ha. 41 triệu, em quay xa xa cho cô chú chị mình coi ha. Thì ngày mai có chuyến đi Đồng Nai á. Đồng Nai Vũng Tàu á, thì cô chú anh chị nào khu vực đó thì em sẽ bao ship cô chú chị mình. Cô anh chị mình giao tới nhà của chị một cái giá nào trên ha. Đó. Đây nè, cặp được man luôn chị. Ăn chị thấy phiết khiếp không? Nó cao tầm 1m15 bò, bị viêm da lâu chị, nó hết nè. Ra lông lẫm chỏm chị, xương sóc đòn dốc có ha. Này nuôi vỗ béo đường dài là ok. Đó, hai con 1m15, con 1m1 yếu chị. Này nó kéo xe đó, rồi nó chín phân mấy con kia chị. Man tay nhỏ ha. Sái tích nghiêm chỉnh hết, hai con em bán cho cô chú mình giá là 24.500 của anh chị. Mai em chuyến đi Đồng Nai đồ á thì cô chú anh chị mình mua thì em giao tới nhà mình cái giá nào trên nha. Đó, cô chú anh chị coi máy cấp mình này lăn lăn bò nuôi nữa lăn lăn tới tay này, nữa nó nuôi bộ béo rất ok anh chị. Vậy không xương sóc được có ha. Rồi hai con 24.500 nè. Còn cuối cùng em có con đực này của anh chị. Cô chú anh chị nào mình gần xa đó mình có muốn mua về để nọc á, để nọc bò nọc trắng bàn thì mình coi con này á, mình đến tặng chùa mình coi cũng được nha quý chị. Đó mình mua để về để nọc ha. Xương nè, xương cối quý chị. Đó. Xương cối ha. Lên xuống nó trầy quý chị. Nè, đuôi thì phụng dĩ. Mà đực kiếm dày khó lắm quý chị. Con chú chị thì chứ mình kiếm 100 hay 50 con nó mới có con quý chị. Chứ khó có con nào cái gì quý chị. Đó mặt mày sái bớm nghiêm chỉnh ha. Nè. Em đứng thiệt xa em quay cho cô chú chị mình nó cao. Tầm 1m15 bò của anh chị. Cô chú anh chị không? Dậu rốn yếm nè, em tính về nuôi kiển chơi của anh chị. Tại thấy em bò anh tốt quá. Cái này chỉ có làm đường nọc của anh chị chứ đâu có đường gì đâu. Nè, đùi đít đòn dài đó. Thì cô chú anh chị nào mình có thể đi đến tận chuồng mình coi hoặc là mình cô chú anh chị nào thích coi thì em quay Zalo. Một lần nữa kỹ cho cô chú anh chị mình mua ha. Tại giờ làm nọc mà. Làm nọc cô chú anh chị mình cô chú anh chị mua nhiều khi người mua một cái dễ chứ nọc của chú anh chị đi tháng hai tháng chưa có được con, thậm chí 5-6 tháng luôn chị, kiếm bò nọc có đâu có dễ của anh chị. Phải sái tích móng miết đuôi bọng dậu đẩy yếm rúng nè, yếm rúng lường lai mặt mày nè của chị không. Con này nữa nọc là vô địch luôn, lông nhuyễn da xét nè của chị, thấy bóng cực kỳ không gu bật rồi hết ha. Nó về thì cô chú anh chị mình coi ha, coi cô chị có thể chọn lựa mua con này về là làm nọc mình ương nọc lên từ từ của chú chị. Nó con này là hội đủ cái yếu tố để làm nọc hết. Nó thì theo em là vậy, còn theo cô chú anh chị thì mỗi người có một quan điểm riêng ha. Nó cô chú anh chị mình coi ha, đầu mặt mày sái tích đầu nè, đầu ngắn lau miệng to sái tích đúng lông nhuyễn da sát mà gu bật rồi hết cái tướng rồi rồi này nữa nhảy nè. Còn cái giái này của chị, cái giái của chị thấy nó dài mà nó nhỏ không. Cái giá này nữa là nó sung dữ lắm của chú anh chị. Con mò nọc nó quyết định nó tốt cái hai cái qua hai qua cà gì. Nhưng mà nó ngắn quá nó không có nó nhảy lên cái nó đứng nó thở hào hển. Nhưng mà cái này nó có thể làm hai cái luôn quý anh chị. Cái đó làm chia sẻ với cô anh chị mình ha. Xương cối chân trường phú nè. Cô chú anh chị thấy không? Đó thì cô chú anh chị coi mình ai cần nọc thì liên hệ với em ha. Con này đúng để mình chuẩn nọc của anh chị chứ không phải này làm nọc bày đèn của anh chị. Mày đúng để làm nọc luôn quý anh chị. Đó thì cô chú anh chị mình coi ha. Rồi em xin chào cô chú anh chị mình ha.